Qua thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, tính đến cuối tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có hơn 1,34 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Trong 10 tháng của năm 2023, đã có hơn 1,4 triệu lượt người khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, với chi phí thanh toán gần 725 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng trong tháng 9 năm 2023, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 93 tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng trước. Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, tránh tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, cùng với việc thanh toán đầy đủ kịp thời các chế độ cho người tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai còn tăng cường công tác giám định, triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí, đảm bảo không để vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 được giao, nếu vượt cố gắng giữ mức không quá 3%.